mừng quý vị đến với bản tin nông sản ngày 13 tháng 4 của HCT. Về tin tức nông sản chung, Điền Kremlin hôm thứ Tư cảnh báo rằng triển vọng gia hạn một thỏa thuận sau ngày 18 tháng 5 cho phép xuất khẩu ngũ cốc và phân bón an toàn trong thời chiến từ một số cảng biển đen của Ukraine là không khả thi do hoạt động xuất khẩu như vậy của chính Nga vẫn gặp trở ngại. Tháng trước, Nga chỉ đồng ý gia hạn thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc ở biển đen của Ukraine trong ít nhất 60 ngày, bằng một nửa thời gian dự định. Moscow cho biết họ sẽ xem xét gia hạn thêm nếu một số yêu cầu liên quan đến xuất khẩu của chính họ được đáp ứng. Xuất khẩu lúa mì mềm từ Liên minh châu Âu trong niên vụ 2022-2023 đã bắt đầu vào tháng 7 đã đạt 23.83 triệu tấn tính đến ngày 9 tháng 4, so với 22.08 triệu tấn một năm trước đó, dữ liệu của Ủy ban châu Âu cho thấy hôm thứ Tư. Triển vọng đậu tương Brazil và diễn biến mua bán vỉ. USDA đã nâng triển vọng vụ đậu tương của Brazil lên một kỷ lục mới, đồng thời giữ nguyên dự báo về sản lượng ngô lớn hơn ở đó trong mùa này. Các quỹ hàng hóa đã mua ròng các hợp đồng tương lai ngô, đậu tương, bột đậu tương và lúa mì của CBOT vào thứ Tư và đã bán ròng dầu đậu tương tương lai, các thương nhân cho biết. Diễn biến sản lượng Argentina. Sản lượng đậu tương ở Argentina sẽ giảm xuống mức thấp nhất trong 23 năm và sản lượng ngô xuống mức thấp nhất trong 5 năm do hạn hán. Bộ Nông nghiệp Mỹ cho biết hôm thứ Ba khi cơ quan này cắt giảm mạnh dự báo về mùa màng của Argentina. Sàn giao dịch ngũ cốc Rosario của Argentina hôm thứ Tư tiếp tục cắt giảm dự báo về sản lượng thu hoạch đậu tương niên vụ 2022-2023 xuống còn 23 triệu tấn, giảm so với 27 triệu tấn ước tính trước đó. Do hạn hán lịch sử ảnh hưởng nặng nề đến ngành nông nghiệp của nước này. Sàn giao dịch cũng cắt giảm dự báo sản lượng ngô của Argentina xuống 32 triệu tấn, giảm so với mức 35 triệu tấn ước tính trước đó. Khi mùa vụ bắt đầu từ giữa năm 2022, sàn giao dịch đã dự báo sản lượng thu hoạch đậu tương và ngô lần lượt là 47 triệu và 55 triệu tấn. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin nông sản ngày 13 tháng 4 của HCT. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.